Hội chứng sợ xã hội là căn bệnh tâm lý ngày càng phổ biến trong xã hội hiện đại. Một bộ phận người Nhật vốn được mô tả là nhút nhát hay thụ động cũng có một nỗi sợ gắn liền với đặc trưng văn hóa của họ, được gọi là Taijin Kyofusho. Taijin Kyofusho là gì? Taijin Kyofusho, viết tắt là TKS, là chứng ám ảnh sợ xã hội gắn liền với văn hóa Nhật Bản. Những người mắc TKS thường cảm thấy vô cùng xấu hổ về bản thân hoặc lo sợ sự hiện diện của mình sẽ làm người khác cảm thấy khó chịu hay khó xử. Các yếu tố khiến người bệnh cảm thấy lo ngại bao gồm khuôn mặt, mùi, hành động, ngoại hình của bản thân. Do nỗi sợ bị chối bỏ, người mắc hội chứng này thường cố gắng tránh các tương tác xã hội và mối quan hệ cá nhân có khả năng gây tổn thương. Họ không thể hiện mức độ lo lắng bất thường bên cạnh những người đặc biệt thân thiết hoặc ngược lại, hoàn toàn xa lạ. Thay vào đó, họ cảm thấy lo lắng nhất khi có sự hiện diện của những người quen biết, đặc biệt tại những nơi cần phải thường xuyên lui tới như trường học và cơ quan. Phần loại Taijin Kyofusho. Hệ thống chẩn đoán của Nhật Bản chia TKS thành 4 phân nhóm, tương đương với 4 biểu hiện cụ thể. Sekimen Kyofu, sợ đỏ mặt. Silbo Kyofu, sợ khiếm khuyết cơ thể của bản thân gây khó chịu cho người khác. Jiko Shisen Kyofu, sợ giao tiếp bằng mắt. Jiko Shiu Kyofu, sợ mùi cơ thể của bản thân. Dựa trên mức độ nghiêm trọng, các nhà tâm lý học Nhật Bản phân chia TKS thành 3 loại. Thoáng qua, tồn tại trong thời gian ngắn với mức độ nghiêm trọng vừa phải, nó thường xuất hiện nhiều nhất ở thanh thiếu niên, nhưng có thể xảy ra ở bất kỳ độ tuổi nào. Ảo tưởng là loại TKS phổ biến nhất và giống với chứng ám ảnh sợ xã hội nhất. Đây là bệnh mãn tính, thường bắt đầu trước 30 tuổi với mức độ biểu hiện khác nhau, từ trung bình đến nặng, đi kèm với tâm thần phân liệt. Đây là một rối loạn phức tạp hơn. Trong những trường hợp như vậy, TKS là một biểu hiện của triệu chứng tâm thần phân liệt thay vì đơn thuần là nỗi sợ. Sự khác biệt giữa TKS và Social Anxiety Disorder. TKS được chẩn đoán lần đầu tiên ở Nhật Bản, đặc trưng bởi việc một cá nhân lo sợ rằng cơ thể của mình sẽ gây ra sự khó chịu cho người khác. Bản thân TKS là một nhánh của Social Anxiety Disorder, viết tắt là SAD, với triệu chứng có sự tương đồng với chứng ám ảnh sợ xã hội của phương Tây. Tại Hoa Kỳ, rối loạn lo âu là bệnh tâm thần phổ biến nhất, ảnh hưởng đến khoảng 18% dân số quốc gia này. Trong khi đó, TKS xảy ra ở 10-20% người dân Nhật Bản và phổ biến ở nam giới hơn nữ giới, trái ngược với SAD, vốn phổ biến hơn ở nữ. Cơ sở của SAD là dựa trên phản ứng của cá nhân, trong khi cơ sở của TKS là nhận thức của cá nhân về phản ứng của nhóm. Mối quan hệ của yếu tố văn hóa và Taijin Kyofusho. Chủ nghĩa tập thể. Sự khác biệt giữa TKS và SAD đề cập ở trên được cho là xuất phát từ sự khác biệt giữa văn hóa phương Tây, vốn theo chủ nghĩa cá nhân, và văn hóa tập thể của Nhật Bản. Ngoài ra, xét trong nền văn hóa tập thể, tính tự lập thể hiện ở việc không trở thành gánh nặng cho xã hội và cho người khác. Điều này đôi khi cũng dẫn đến những tiêu cực như trường hợp của một số người Nhật kết thúc mạng sống khi bản thân lâm vào cảnh thất nghiệp vì không muốn trở thành kẻ ăn bám, ký sinh. Nó giải thích tại sao người Nhật không muốn làm bẻ mặt người khác bằng sự hiện diện của mình và cũng không muốn những người thân yêu, tức là gia đình và bạn bè phải xấu hổ vì họ. Xã hội hóa trẻ em. Tại Nhật Bản, trẻ được học về các chuẩn mực, giá trị, niềm tin và thái độ từ rất sớm. Nhưng điều này cũng có thể gây ra những tác động tiêu cực bất lợi theo hướng cực đoan. Các giá trị văn hóa Nhật Bản khuyến khích sự xã hội hóa quá mức của một số trẻ em. Điều này có thể dẫn đến sự phát triển cảm giác tự ti và lo lắng khi ở trong một số tình huống xã hội. Tiêu chuẩn cao về sự hoàn hảo. Không chỉ dừng lại ở đó, tính cầu toàn là một đặc điểm chung của bệnh nhân TKS bởi các tiêu chuẩn cao về thể hiện bản thân tồn tại trong văn hóa Nhật Bản. Trà đạo Nhật Bản là một ví dụ về loại hình nghệ thuật trang trọng, phản ánh nền văn hóa gắn liền với chủ nghĩa hoàn hảo. Người tham gia nghi lễ này phải tuân theo các quy tắc công phu trong việc chuẩn bị trà, dụng cụ hay đồ trang trí, trang phục phù hợp. Chính điều này đã gây ra nỗi sợ với một bộ phận người Nhật khi phải phơi bày bản thân dưới cái nhìn khắt khe và tiêu chuẩn cao của xã hội. Tất cả những yếu tố trên có thể giải thích tại sao TKS lại phổ biến trong xã hội Nhật Bản. Tuy nhiên, trường hợp của Jiko Shisen Kyofu, ngại giao tiếp bằng ánh mắt, đã được báo cáo ở Hàn Quốc và có nghiên cứu cho rằng TKS không chỉ đặc trưng cho văn hóa Nhật Bản, mà còn cho những quốc gia có nền văn hóa rất coi trọng phép xã giao và sự phù hợp trong các mối quan hệ cá nhân như Trung Quốc và Hàn Quốc. Nếu bạn muốn biết thêm những thông tin thú vị về Nhật Bản, thì đừng quên nhấn like, share và subscribe kênh YouTube của Kilala nhé! Kilala, mài nước Nhật đến gần bạn hơn!